Tin không vui tiếp tục đến với huấn luyện viên Erik ten Hag khi Man United sẽ không có sự phục vụ của bộ đôi trung vệ Lisandro Martinez và Victor Lindelof khi Quỷ Đỏ sẽ đối đầu với Chelsea ở vòng 31 Premier League diễn ra vào 2 giờ 15 ngày 5 tháng 4 tới đây. Sau thời gian dài gặp chấn thương, Lisandro Martinez chỉ vừa mới quay trở lại và ra sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu với Brentford hôm 31 tháng 3. Thế nhưng ở buổi tập luyện chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Stamford Bridge, trung vệ người Argentina đã bị căng cơ và phải nghỉ thi đấu một tháng. Trong khi đó, Lindelof cũng dính chấn thương gân khuèo trong trận gặp Brentford và cũng sẽ phải nghỉ thi đấu một tháng. Các trung vệ Victor Lindelof và Lisandro Martinez của Manchester United sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất một tháng do chấn thương cơ. Đội trưởng tuyển Thụy Điển, Lindelof đã phải rời sân trong nửa sau trận đấu ở Premier League hôm thứ Bảy tuần trước với Brentford vì vấn đề về gân khuèo. Victor được thay thế bởi Martinez ở phút thứ 69, khi tuyển thủ Argentina ra sân lần đầu tiên kể từ đầu tháng 2. Thật không may, Licha hiện đã bị căng cơ bắp chân khi tập luyện và không thể thi đấu trong vài trận tiếp theo, trang chủ Man United xác nhận. Đội chủ sân Old Trafford gặp khó khăn ở hàng phòng ngự khi hiện tại Quỷ Đỏ mất cả bộ đôi hậu vệ trái Luke Shaw và Tadeo Malacia cũng như trung vệ Johnny Evans do chấn thương. Mục tiêu giành suất tham dự UEFA Champions League mùa giải tới của Man United khó càng thêm khó bởi sau trận gặp Chelsea, Quỷ Đỏ sẽ có chuyến làm khách trên sân Anfield của Liverpool vào cuối tuần này. Man United hiện đang đứng thứ 6 tại Premier League và kém đội xếp thứ 4 Aston Villa tới 11 điểm.